Như các bạn thấy hiện tại đây là mình đang chuẩn bị vào bầu cây sả đen giống. Tức là hiện tại cây này thì mình đã ươm được khoảng tầm 1 tháng, và hiện tại các cái cành dâm tả ra rễ nhìn rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể nhìn đây, đây là cái rễ rễ rất là tốt. Đấy, và công đoạn tiếp theo là mình sẽ vào bầu những cái cây này, và sau mình ươm khoảng 1 tháng sau nữa, tức là đợi chồi nó phát triển đẹp, cây khỏe, lúc đó mình sẽ đưa vô trong. Đây, hiện tại đây các bạn có thể thấy là đây là những cái cây mình vừa rồi mình vừa mới ươm. Đây, mình sẽ nhổ trực tiếp các cái chồi dâm, cành dâm của mình lên cho các bạn thấy. Đấy, hiện tại đấy, đấy các bạn thấy những cái cành này đấy rất là đẹp. Đấy, đó, mình sẽ đưa vào đây. Đấy, đấy các bạn có thể nhìn đấy, những cái cành này rễ rất là nhiều nhé. Sau này các bạn nào có nhu cầu mua cây sả đen giống thì mình sẽ trực tiếp đây hiện tại rất là đẹp. Đây, như các bạn thấy đấy, những cái cây này đã ra rễ.